안녕하세요, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với bài số 9 của chương trình tiếng Hàn nhập môn với tiêu đề Tôi đến trường lúc 9 giờ sáng. 9시에 학교에 갑니다. Ở bài trước các bạn đã được học về động từ và tính từ trong tiếng Hàn đúng không ạ? Chủ yếu là động từ hành động. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp một chút xíu hơn nữa về tính từ, tức là động từ gì trạng thái. Đồng thời sẽ được học thêm một số biểu hiện mới trong tiếng Hàn liên quan đến các số từ. Chúng ta cùng nhau xem bài text của bài. Các bạn có thể thấy có các số này không ạ? Có các số này. Lát nữa chúng ta cùng nhau học xem là các số này được đọc như thế nào. Trước tiên các bạn hãy cố gắng chú ý vào những phần khác ngoại trừ phần số ra. 저는 아침 7시에 일어납니다. 그리고 근처 공원에서 산책합니다. 8시에 집에서 아침을 먹습니다. 9시에 학교에 갑니다. 학교에서 한국어를 공부합니다. 점심에 학생 식당에서 밥을 먹습니다. 학생 식당이 맛있습니다. Chúng ta cùng xem lại từng câu. 저는 아침 7시에 일어납니다. Chúng ta có 아침 buổi sáng, 7시 là 7 giờ. Và chúng ta có tiểu từ E. Chúng ta đã học từ trước tiểu từ E rồi. Nhưng bài ngày hôm nay tiểu từ E sẽ có ý nghĩa khác. Đó là gì? Chúng ta cùng xem hết cả đoạn phần text này để đoán xem rằng ý nghĩa khác của tiểu từ E ở đây là gì. 일어납니다, 일어나다 đúng không ạ? Động từ không có phụ âm dưới. Thức dậy, ngủ dậy. 그리고 chúng ta lại gặp liên từ 그리고. 근처 gần, xung quanh. 공원 công viên. 에서 các bạn đã học ở bài trước đúng không ạ? 에서 đứng sau thanh từ chỉ nơi trốn để thể hiện rằng hành động được diễn ra tại nơi đó. 산책합니다, 산책합니다, 산책하다 nguyên thể của nó đi dạo, đi bộ. 8시에 8 giờ và lại một lần nữa là tiểu từ e. 집에서, 집에서, 에서 đúng không ạ? 아침을 tiểu từ bổ ngữ, danh từ có phụ âm dưới. 먹습니다, 먹다, ăn sáng. 9시 và một lần nữa là tiểu từ e. 학교에 갑니다. Các bạn cố gắng chú ý câu này, có 2 lần tiểu từ e xuất hiện nhưng ý nghĩa của nó không giống nhau đâu ạ. 학교에서 tiểu từ 에서 한국어를 공부합니다. 공부하다 có nghĩa gần tương tự với từ 배우다 chúng ta đã biết ở bài trước, có nghĩa là gì đấy? Học. 한국어 danh từ không có phụ âm dưới, tiểu từ bổ ngữ là 를. 점심에 trưa đúng không ạ? 점심 trưa. 학생 식당에서 밥을 có phụ âm dưới, tiểu từ bổ ngữ là 을. 먹습니다 먹다. 학생 식당이 맛있습니다. 학생 là gì đấy? Học sinh, 식당 nhà ăn. 학생 식당 chúng ta hiểu là nhà ăn sinh viên hoặc là căng tin. 맛있습니다, 맛있다, ngon. Đó là toàn bộ nội dung phần text. Chúng ta cùng xem phần ngữ pháp. Trước tiên là phần từ vựng, tôi xin lỗi. 아침 buổi sáng. 공원 công viên. 근처 cạnh, lân cận, xung quanh. Đã có buổi sáng, chúng ta sẽ có tiếp có buổi gì ạ? Trưa, buổi tối đúng không ạ? Buổi trưa là gì? 점심. Buổi tối chúng ta có 저녁, 저녁. Và bên ngoài ý nghĩa là chỉ mặt thời gian, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Thì 아침 cũng có nghĩa là bữa sáng. 점심 cũng mang nghĩa là bữa trưa. Và 저녁 cũng có nghĩa là bữa tối. 아침, 공원, 근처 và 점심, 저녁. Động từ chúng ta có gì? 일어나다, 일어나다, thức dậy, ngủ dậy. Động từ không có phụ âm dưới, chúng ta sẽ biến thành câu trong câu chúng ta sẽ là gì ạ? 일어납니다. Câu nghi vấn là 일어납니까? 산책하다, 산책하다, đi dạo, đi bộ. 산책하다. Và chúng ta cũng có là gì đấy? Không có phụ âm dưới đúng không ạ? 산책합니다 hoặc nghi vấn sẽ là 산책합니까? 맛있다, ngon. 맛있다 có phụ âm dưới. 맛있습니다 hoặc nghi vấn là 맛있습니까? Đúng không ạ? Về phần ngữ pháp ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau nhắc lại một lần nữa với tiểu từ E. Nhắc lại là bởi sao? Các bạn đã học ý nghĩa đầu tiên của tiểu từ E rồi, đó là gì đấy? 제 방은 3층에 있습니다. Chúng ta cùng nhớ lại bài trước, đúng không ạ? Tiểu từ E đứng đằng sau danh từ chỉ nơi trốn, đi với các động từ 있다 hoặc 없다, có, không có để chỉ gì? Sự tồn tại, sự hiện diện của người hoặc của sự vật, việc ở một nơi nào đó. Nhớ là gì? Sự tồn tại, sự hiện diện thôi. Hay là ý nghĩa thứ hai chúng ta cũng được nhắc đến trong bài trước, đó là gì đấy? 지금 학교에 갑니까? 지금 학교에 갑니까? Bạn đến trường bây giờ à, đúng không? Với động từ 가다, động từ chỉ gì đấy ạ? Chuyển động. Hành động nhưng mà là chuyển động, đúng không ạ? Hành động này là hành động chuyển động, cho nên là nó không tác động đến một đối thể nào cả. Nó chỉ là gì thôi ạ? Chỉ hướng của động từ chỉ chuyển động. Chúng ta cũng dùng tiểu từ E đứng sau lưng danh từ chỉ nơi trốn. Bài ngày hôm nay như ở trong phần text chúng ta đã thấy liên tiếp có gì ạ? 7시에, 8시에, 9시에, 점심에. Và bây giờ là gì đây? 몇 시에 수업이 있습니까? 몇 시에 수업이 있습니까? Chúng ta có 몇 시, mấy giờ. Và tiểu từ E ở đây là gì ạ? Đứng đằng sau danh từ hoặc từ chỉ thời gian để chỉ ra rằng hành động được diễn ra vào khoảng thời gian nào đó. Đó là với tiểu từ E. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp phần số từ. Bài trước chúng ta đã học các số từ 1 đến 10 rồi. Và các bạn có nhớ là số từ trong tiếng Hàn thì được chia là gì nữa không ạ? Đây là số từ gì ạ? Hán Hàn, những âm bắt nguồn từ âm Hán. Chúng ta cùng xem. Ship 10 đúng không ạ? 10. Y ship. Y ship 20. Sam ship. Sam ship 30. Sa ship. Sa ship 40 đúng không ạ? 4, 10. O ship 50. Tiếp tục chúng ta sẽ có là gì? Dục ship 60. Chi ship 70, 80, 80, 90, 90 và 100. Tương tự như với ship. Mặc dù là gì đấy ạ? 10. Đây là gì? 100. Nhưng không bằng chúng ta có gì ạ? 100 cả. Lúc nào cũng chỉ là 100. 200 sẽ là gì? Chúng ta có hai là gì đấy ạ? 200 đúng không ạ? 200. Với các số lẻ thì sao ạ? 11. Mười mấy ạ? 11. 12, 13, 14, 15, 15, 15. Số lẻ tiếp tục sẽ là gì ạ? 16, đúng không ạ? 16, 17, 18, 19 và đến 20. Với các số hàng chục lớn hơn nữa thì sao? 61, mấy chục ạ? 6 chục, 1 đơn vị, 61. 72, 7 chục, 2 đơn vị, 72. 83, 83, 94, 94 hay 25. Bao nhiêu đấy ạ? 2 chục và 5 đơn vị, 25. Đó là phần số từ Hán Hàn. Vì sao chúng ta lại nhắc đến một số từ Hán Hàn như thế này? Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau biết. Phần số từ tiếp theo chúng ta được biết đến sẽ là số từ Hàn Hàn. Hàn Hàn, số từ thuần Hàn đấy ạ. Những số từ thuần Hàn này được dùng song song với số từ Hán Hàn. Đôi lúc thì người ta sử dụng chúng tương tự nhau, nhưng có những trường hợp thì khác nhau hoàn toàn. Chúng ta cùng xem số từ Hàn Hàn có những số nào. Thuần Hàn. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học từ 1 đến 10. 하나, 하나, một, 둘, hai, 셋, 셋, ba, 넷, bốn, 다섯, 다섯, năm, 여섯, 여섯, sáu, 일곱, 일곱, bảy, 여덟, 여덟, tám. Ở phần này, đúng không ạ? Phụ âm kép chúng ta đọc gì ạ? Đọc âm trước này, đọc âm R này. 여덟 8, a hộp 9 và cuối cùng là dời 10. Thế hôm nay vì sao chúng ta lại cùng nhắc đến phần số từ này, phần Hán Hàn cũng như thuần Hàn? Đó là vì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nói giờ trong tiếng Hàn. Để nói giờ trong tiếng Hàn, các bạn sẽ có công thức sau. She là giờ và bun là phút. She là giờ và bun là phút. Ở đây chúng ta sẽ có số thuần hàn, còn ở đây là số hán hàn. Chúng ta cùng xem một số ví dụ. O전 là buổi gì đấy ạ? Buổi sáng đúng không ạ? 오전 4시, 오전 4시, 4 giờ sáng. Chú ý rằng đây là gì đấy ạ? Lẽ phải là nét đúng không? Nhưng khi chúng ta cộng một danh từ đằng sau nó này, đằng sau nó, hay trong trường hợp là cộng với gì đấy ạ? Si thì không bao giờ là nét cả, mà lúc nào cũng là nè. Nè. Tiếp tục chúng ta có 오후 1시, 오후 1시, buổi chiều mấy giờ ạ? 1 giờ. Đây lẽ phải là Hanna đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta cộng với si ở đằng sau, chúng ta không gọi là Hanna si mà là 1시, 1 giờ. Tiếp tục 2시, 둘 đúng không ạ? 2. Và cũng tương tự như các trường hợp trên, chúng ta cộng với si, chúng ta bỏ phụ âm dưới đi, 2시. Và 3시, 3 giờ cũng vậy, tương tự. Từ các bạn chú ý là gì ạ? Từ 1 đến 4, 하나, 둘, 셋, 넷. Nhưng lại là gì? 1시, 2시, 3시, 4시. Đó là cách nối giờ với số từ 1 đến 4. Các giờ khác thì sao? Đây là số thuần hàn đúng không ạ? Đây là hán hàn, chúng ta cùng xem. 7시 20분, mấy giờ ạ? 7 giờ và 20 phút. 7 giờ 7 số thuần hàn, 20분 20 phút số hán hàn. 10시 반, 10시 반, hoặc ở đây chính là gì đấy? 10시 30분, mấy giờ ạ? 10 giờ 30 phút đúng không ạ? Chúng ta cũng đọc là 10시 반. Ở đây 반 có nghĩa là bán ạ, rưỡi, một nửa, 10 rưỡi. 1시 10분 전, 1시 10분 전. Chúng ta có si, có bun. Vậy chữ tròn này nghĩa là gì? 1 giờ 10 phút, nhưng mà lại là tròn. Tròn ở đây nghĩa là gì? Tiền âm Hán trước, tức là 1 giờ kém 10 phút, còn 10 phút nữa đến 1 giờ. Chúng ta hiểu như vậy với từ tròn. Hay là cuối cùng 5시 5분. Đây là toàn là giờ hơn đúng không ạ? Giờ hơn, giờ hơn, giờ hơn. Với giờ hơn chúng ta không có từ nào để nói cả, nhưng với giờ kém chúng ta chú ý có từ tròn. Tròn. Đó là về thời gian trong tiếng Hàn. Các bạn chỉ cần nhớ rằng khi nói giờ trong tiếng Hàn, chúng ta sẽ dùng số thuần Hàn để nói giờ và số Hán Hàn để nói phút. Trong trường hợp bạn nói chi tiết đến từng giây thì giây đó cũng được dùng số Hán Hàn để nói. Tổng kết bài ngày hôm nay chúng ta có những gì? Chúng ta được học thêm ý nghĩa mới của tiểu từ E. Tiểu từ E sẽ làm gì ạ? Đứng đằng sau lưng danh từ chỉ thời gian, danh từ hoặc cụm chỉ thời gian để chỉ ra rằng hành động hoặc trạng thái nào đó đã diễn ra vào khoảng thời gian đó. Tiếp theo chúng ta đã học mở rộng thêm về phần số từ Hán Hàn với những số lớn hơn 10 đến hàng trăm. Số từ thuần Hàn từ 1 đến 10 để chúng ta cùng nhau nói giờ trong tiếng Hàn. Cách nói giờ như thế nào? Tôi vừa nói lại xong đúng không ạ? Với giờ chúng ta dùng số thuần Hàn, với phút chúng ta dùng số Hán Hàn, và trong trường hợp có cả giây thì giây đó chúng ta cũng dùng số Hán Hàn để nói. Và chúng ta có từ để hỏi 몇 시, mấy giờ, mấy giờ. Các bạn chú ý rằng từ 몇 này chúng ta còn gặp lại rất nhiều trong những bài sau với nghĩa là mấy hoặc bao nhiêu nữa. Cố gắng nhớ kỹ phần này. Đó là toàn bộ nội dung của bài số 9 ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn có thể luyện tập thêm bằng những sách tham khảo ở bên ngoài mà các bạn có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau nữa. 감사합니다.